câu chuyện cứu hai vợ chồng cãi nhau cô vợ nói anh thì cả đời chả làm được việc gì tốt cả <laughs> sao lại không tôi làm được một việc rất tốt đấy anh làm được việc gì anh nói nghe coi nào tôi đã cứu một cô gái cô gái nào cô gái nào, cô gái nào? anh nói tôi nghe thử coi đó đó chính là cô đấy cái gì cái gì cái gì, cái gì mà tôi không có tôi hả ai mà dám cưới cô <laughs> câu chuyện thi sát hạch người con từ trường sát hạch trở về nhà bố hỏi sao con hôm nay thế nào làm tốt rồi đúng không người con với vẻ mặt không hài lòng thưa bố chiếc xe hôm nay nó có vấn đề bố ạ à? sao vậy là bị đánh rớt rồi đúng không chưa chắc chưa chắc bố ạ à. tại vì ban giám khảo có còn ai ở đó đâu câu chuyện vậy mới tức hai bà quá chồng tâm sự bà nọ hỏi bà kia chuyện gì khiến bà bực tức với lão hàng xóm như vậy bà kia đáp từng trước tối nào hắn cũng sang nhà tôi ngồi chọc ghẹo và tán tỉnh tôi đủ điều bà nọ đế vào đúng là đồ già dê nhìn cái mặt của lão thôi với cái bộ râu cụp xuống là biết ngay là dây sờm rồi thế rồi sao nữa từng này lão vẫn sang nhà đấy chứ bà kia chửi đóng lên rồi đáp không không thấy mặt chả đâu cả vậy mới tức chứ câu chuyện tất nhiên trong một buổi phỏng vấn ông giám đốc công ty hỏi người xin việc đức tính quan trọng nhất mà tôi đòi hỏi ở nhân viên là sự sạch sẽ trước khi vào đây anh đã chùi chăn ở thảm chưa người xin việc nhanh nhảo đáp ngay tất nhiên thưa ngài vậy sao Đức tính thứ hai mà tôi cần ở nhân viên là ốc quan sát. Vậy anh hãy nói cho tôi biết tấm thảm chùi chân nó có màu gì vậy? tất nhiên thưa ngài là màu tối rồi vậy sao đức tính thứ ba mà tôi cần ở nhân viên là tính trung thực xin nói thật với anh chúng tôi không có để thảm chùi chân tất nhiên thưa ngài vậy uh, xin mời anh về cho <laughs> câu chuyện thầy quên rồi hay sao có hai vợ chồng anh thợ vẽ tranh làm hoài không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, vợ chồng anh ta than thở với họ và họ bảo rằng, nếu không có ai đến thuê thì anh chị hãy vẽ một ngày một bức chân dung của anh chị, rồi lòng kính treo lên. Thiên hạ thấy khéo tay sẽ xô nhau tới lo gì mà không có tiền, lúc đó mà lo giàu và khâm khá lên. Anh ta nghe lời, bảo vợ ngồi cho anh vẽ, rồi lại vẽ anh ta ngồi bên cạnh ngâm nghe đi ngâm nghe lại rất là đắc ý một hôm bố vợ đến chơi và hỏi vẽ hình chỉ nào mà treo lên đó anh ta trả lời ngay chết nổi thầy quên mất nhà con rồi hay sao nhỉ ông bố vợ nói tiếp à <laughs> ra là vậy thế thì nó ngồi cạnh ai mà trông tướng mạo kỳ dị quá vậy? <laughs> câu chuyện tổng kết cuối năm giám đốc xí nghiệp Mai phát biểu trong hội nghị tổng kết cuối năm các chị em cố gắng nâng cao tay nghề để sản xuất xuất khẩu của chúng ta luôn phát triển năm sau cao hơn năm trước cứ như hiện nay Chị em cứ nhìn vào bản đồ biểu thị thì sẽ thấy vô cùng mắc cân đối. Mặt hàng áo luôn đi lên, còn quần thì các chị cứ để nó tụt xuống. Mà chị em biết rồi, để quần mà nó tụt xuống thì rất rối sẽ xảy ra dữ lắm. Cô công nhân nữ giơ tay phát biểu, dạ thưa giám đốc, vậy là tụt quần khó kéo lên dữ lắm hả? <laughs> câu chuyện báo oan trên dương thế bỗng một con lợn bị đem ra giết thịt hồn của nó về kêu với diêm vương diêm vương hỏi nói oan của nhà ngươi là như thế nào hãy nói rõ đầu đuôi cho ta nghe họ bắt tôi ra làm thịt được rồi được rồi hãy khai rõ ràng khi họ làm thịt của ngươi như thế nào Dạ trước hết họ chối tôi lại đè tôi ra Chọc tiết đổ nước sôi lên cạo lông của tôi trắng bóc Rồi rồi sao nữa Dạ thưa tôi bị họ xẻ thành từng miếng chặt nhỏ Rồi bỏ vào rổ Họ bắt cháo đổ mỡ phi hành thơm phức Thêm mắm muối rồi xào lên Thôi 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 Ngươi không phải kể nữa đâu Làm cho ta thèm đấy này <laughs> câu chuyện giải pháp trong một buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải giáo sư hỏi một thí sinh nếu cơn bão đến từ phía sau anh sẽ làm gì? Dạ sẽ thả neo ạ. À. Nếu cơn bão đến từ mũi tàu, dạ tôi cũng thả neo luôn ạ. À nếu cơn bão đến từ bên phải thì anh sẽ làm như thế nào dạ thả neo thứ ba ạ à. nếu nó đến từ bên trái của bon tàu thì anh sẽ làm như thế nào dạ thả luôn chiếc neo thứ tư ạ à. <laughs> anh lấy đâu ra mà neo nhiều thế dạ thưa giáo sư vậy giáo sư lấy đâu ra nhiều bão một lúc như thế ạ à? câu chuyện thuốc trị bác sĩ nói với bệnh nhân ông ông bị cảm cúm nên kiên nhẫn chờ khỏi bệnh mùa đông người ta thường bị cảm cúm bệnh nhân người ta dễ bị cảm bà chả có thuốc nào đấy chị bệnh nhân nghe vậy sốt ruột nhưng mà nhưng mà bác sĩ phiên tôi làm một cái gì đi chứ ông cứ tắm nước lạnh Quăng khăn tắm nước lạnh nửa giờ rồi quán khăn mỏng Chạy ra ngoài đường khoảng 20 phút Trời 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 Thế thì phổi tôi nó sưng lên mắt còn gì <laughs> Ông bị sưng phổi Thì chúng tôi lại có thuốc để đặt trị đấy <laughs> Câu chuyện Cha giúp Khách xuống sân bay một phụ nữ Đến năn nỉ một vị linh mục đi cùng Dạ thưa cha con có viên kim cương mang về sợ không qua được cửa hải quan nhờ cha giữ giùm họ họ sẽ không dám xét cha đâu ạ à. viên hải quan hỏi thưa cha cha có cái gì quý giá cần phải khai báo không vậy thưa cha vị linh mục chỉ mang mỗi cuốn kinh thánh định trả lời nhưng chực nhớ viên kim cương ở trong túi quần lại nhớ lời răng không được nói dối nên liền nói từ bụng tôi trở lên thì không có gì quý giá cả còn từ bụng tôi trở xuống thì có một cái món quý bà rất là yêu thích nhân viên hải quan <laughs> cha cha vui tính quá dạ mời cha qua câu chuyện học ở mẹ một ngày trước khi lấy chồng, cô dâu tương lai hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ mẹ hãy chỉ cho con cách làm cho chồng con sung sướng đi." Bà mẹ giải thích: "Con con thân yêu, yêu thương nhau và tôn trọng lẫn nhau thì thì cái tình cảm vợ chồng nó mới sung sướng được và chồng con cũng mới sung sướng được. Cái cái chuyện này thì dần dần con sẽ làm quen và làm tốt thôi." <laughs> mẹ ơi con đã biết rõ và làm tốt cái chuyện ấy rồi mẹ ạ à. con chỉ hỏi là là làm cách nào để con nấu được cái tô mì ngon để bồi dưỡng cho chồng con thôi <laughs> câu chuyện đổi mãi một tên trộm bị bắt khi cố tình đột nhập vào cửa hàng thời trang lúc nửa đêm sau khi xem lại đoạn ghi hình thẩm phán nhìn tên trộm với một cái nhìn kỳ quặc này tôi không tài nào hiểu được cậu lại trộm một cửa hàng đến năm lần trong một đêm là sao rõ ràng lúc đầu là đã lấy được quần áo rồi sao phải mang trở lại trả như vậy chứ vì vì vợ của tôi thưa ngài vị thẩm phán tò mò ý cậu là sao tên trộm khổ sở đáp Dạ lúc đầu tôi lấy một chiếc váy để tặng vợ tôi Nhưng mà cô ấy không thích cái màu đấy Nên tôi quay lại để đổi chiếc khác cho cô ấy Lần này lại mặc không vừa nhỉ Đến lần thứ ba thì mang về đến nhà Do di chuyển qua bụi dứa nó rách nên Khổ nỗi là tôi phải quay lại lần thứ tư để chọn cho cô ấy một chiếc váy Lần này chọn được một chiếc váy ưng ý màu hồng rất là đẹp mang về cô ấy bận vào thì nó vừa khích nhưng ngặt nói dây kéo của nó có vấn đề khổ nỗi thằng tôi phải đành quay trở lại cửa hàng để đổi một chiếc khác và cuối cùng lần này là bị bắt <laughs> câu chuyện nhà hết gạo thầy kia vốn có máu dê thấy mẹ của cậu học trò nhỏ gắt ưa nhìn muốn ve vãn bảo nó mời ra chơi thằng bé về thưa với cha mẹ hai vợ chồng bàn kế chỉ cho thầy một chặng bữa nọ đứa học trò sang thưa mẹ tôi thưa với thầy là cha tôi đi vắng tối nay mời thầy qua chơi thầy mừng quá tối lon ton qua vừa ngồi uống chưa xong ngụm nước thì người chồng về kêu cửa. Thấy vậy, thầy tái mặt không biết chạy đâu cho thoát. Vợ lập mưu cho thầy. Nhà dưới có sẵn lúa đang sai. Thầy xuống giả vờ say. Chồng tôi về lón đi ngay. Rồi mình sẽ nói chuyện tiếp. Thầy túng thế phải làm theo. Người chồng hỏi. Vậy chứ ai đang xây lúa ở nhà dưới đó? Vợ đáp. Tôi mướn người say đó Người chồng bảo vợ pha cốc nước uống Uống một thôi một hồi lại say vợ đi nấu cháo Ăn uống xong xuôi no nê đã đời Hai vợ chồng lại nằm trò chuyện mãi Thầy tức lộn ruột nhưng phải ráng chịu mà xây lúa cho tới sáng Hết ba chục giả gạo mới lui bằng cửa sau và chuồn thẳng Cách nửa tháng sau Thằng học trò nhỏ lại thưa với thầy Thưa thầy, cha tôi đi khỏi má tôi mời thầy sang chơi ngay ạ à. thầy chưa quên chuyện cũ và dặn lên nói rằng tao biết rồi nhà má mày hết gạo nữa chứ gì <laughs> câu chuyện con khỉ một phụ nữ bước lên xe buýt với đứa con trên tay gã lái xe nhìn thấy đứa bé bỗng dưng la to lên trời ơi nó là đứa bé xấu xí nhất mà tôi đã từng thấy người phụ nữ mắt long lanh lộ vẻ tức giận đi thẳng một nước tặng dải ghế phía sau và ngồi xuống nhưng không thể dặn được cơn bực dọc đang sôi sục trong lòng của mình bà ta nói với một quý ông ngồi bên cạnh lão lái xe tệ hại lão đã xúc phạm rất nặng đến tôi quý ông tỏ ra là thông cảm và bảo Chị đi lên chỗ gã tài xế và thẳng thắn bảo gã là gã là một kẻ mắc lịch sự và yêu cầu phải xin lỗi chị ngay. Đi ngay, đi. Đưa cái con khỉ trên tay đây. Tôi giữ nó cho. <laughs> Câu chuyện hết chị. Có tên kia gánh củi đi bán không ai đụng phải tên thầy thuốc. Thầy dặn mà rằng Mày mày đuôi sao Tao muốn bạc cho mày dài bạc tay hết sức Ý Ý thầy Thà thầy đạp tôi mấy cái cũng được Chứ có đừng bạc tay tôi Chết tôi tội nghiệp Có người nói rằng Thà bạc tay chứ đạp Thì mày chết chắc đấy Dạ dạ không Tôi nghe đồn rằng Mọi người mà hãy phạm nhầm cái tay của ổng Thì kể như Là hết chị đấy câu chuyện lòng tốt một quý bà bước ra khỏi quán ăn gặp người ăn mài tội nghiệp quá bà ta liền dúi vào tay anh ta và nói này lấy đi ăn phở đợi quý bà đi khuất một đồng nghiệp quay sang và hỏi này này bà ấy cho anh bao nhiêu vậy cả một bữa phở cơ à đây 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 người ăn mài chìa tay ra bà ấy cho tôi tặng hai miếng chanh <laughs> câu chuyện được không anh chồng đi tắm sau khi cô vợ tắm xong đúng lúc chuông cửa reo lên cô vợ vắng khăn vào và chạy xuống mở cửa cửa mở ra thì gặp ông hàng sớm chị chưa kịp nói câu gì thì anh ta bảo này 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 chị tôi tôi sẽ cho chị 10 triệu nếu Chị buông cái khăn tắm kia ra một tí được không? Suy nghĩ một chút rồi chị vợ buông cái khăn tắm ra. Sau vài giây ngắm nghía anh ta đưa cho chị 10 triệu. Và trở về, chị vợ quắn khăn lại và vào trong nhà. Đến trong nhà, đến phòng tắm anh chồng hỏi. Ai, ai đấy em? ơ, ơ dạ, dạ, anh Hương, hàng xóm anh ạ. À? Tốt tốt, chắc anh ta sang nhà để trả anh 10 10 triệu đồng mà anh ta mượn anh trước đây đấy mà. <laughs> Câu chuyện của mày là của mày, của tao là của tao. Một ông quan vốn tính hách dịch, một hôm sang sông có việc, lại gặp phải anh lái đò chở chậm, quan tức quá lên bờ rồi còn quay lại mắng cho anh lái đò mày như cái của tao anh lái đò không nói gì quan thích lắm về đến nhà phe với vợ rằng bà nó ạ à, hôm nay thằng lái đò nó bị tôi mắng cho một chặng mày như cái của tao mà nó không dám cãi một tiếng quan bà nghe thế dãy đẩy lên thôi chết rồi nó như cái của ông thì ra là nó ngủ với tôi à quan ngẩng mặt lên ừ nhỉ rồi vội vã chạy đến bờ sông gặp tên lái đò này thằng kia lúc nãy tao mắng nhầm đấy bây giờ tao mắng lại này tao như là cái của mày nghe rõ không mắng rồi lại hí hửng quay về kể với bà sao mà ông dạy thế ông như cái của nó thì ra là ông ngủ với vợ của nó sao quan ông mới ngã ngửa ra ngài lại vội vàng chạy tới bờ sông và gặp tên lái đò Lúc này thuyền của tên lái đò đã chở khách ra giữa sông. Quang đứng trên bờ mà rằng. Này! Thằng lái đò! Lúc nãy tao mắng thế cũng là không phải. Bây giờ của mày là của mày. Của tao là của tao. Nhớ nghe rõ chưa? <laughs> Câu chuyện của nhà đây cơ mà một anh mê vợ quá lúc nào cũng kè kè đi với vợ để để giữ cái ấy của vợ. Người vợ rất là bực tức không làm sao được. Vợ liền thủ một mảnh sành rồi liền xuống ao mà nói Tôi vắt xuống rồi để cho khỏi phải giữ. Anh chồng liền vội xuống mò. Lúc ấy có chị mò cua vô ý cũng sắn váy cao quá. Hở ra cả. Ha ha ha, đây rồi, đây rồi. Anh này trông thấy liền túm và la lên Của vợ tôi đây rồi, của vợ tôi đây rồi Chị này không làm sao được Mai lúc ấy vợ này trông thấy và liền tóc quái lên Và chỉ vào cái cái ấy của mình Mà nói Này chồng ơi Cái của nhà còn đấy cơ mà Lúc này anh mới chịu buông tay ra câu chuyện diệu kế một quan võ có tính sợ vợ một hôm đang cầm cự với giặc ở biên Thì. bỗng nghe tin mặt báo là phu nhân ở sau lưng sắp tới để hỏi tội quan về việc đem nàng hầu đi theo quan bèn chịu tập ban thâm mưu lại để vắng kế kẻ đưa ra kế này người đưa ra kế nọ tướng quân đều thấy không ổn bỗng một viên quân sư vốn dòng râu quặp đứng dậy tâu rằng trước mặt quân địch như gió bão sau lưng phu nhân như nước lũ xong lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay của phu nhân chỉ có nước tướng quân hàng giặc để thoát khỏi phu nhân là hơn cả ạ à? <laughs> quá quả thật là khanh đưa ra diệu kế quả là diệu kế <laughs> câu chuyện Giờ chỗ ở Anh kia vốn thích yên tĩnh Lại phải ở cạnh nhà anh thợ bạc Và anh thợ rèn Cả hai cùng làm ầm ĩ suốt đêm và ngày Anh không sao mà nghĩ được Anh vẫn phàn nàn với hàng xóm Nếu hai anh thợ rèn Và thợ bạc dọn đi nơi khác Thì anh dám Mở tiệc linh đình để đãi cho hai anh Cầu được ước thấy Một hôm, anh thợ rèn và thợ bạc cùng đến thăm và lon tin rằng mai tôi sẽ giờ chỗ ở anh ưa yên tĩnh thích quá mời hai anh ăn tiệc và ở sớm ăn linh đình tiệc xong bèn hỏi anh thợ rèn chớ bác định giờ đi đâu vậy anh thợ rèn đáp tôi giờ chỗ ở qua bên anh thợ bạc quay sang hỏi anh thợ bạc thì thế bác tính giờ đi đâu tôi giờ qua nhà anh thở rèn <laughs> câu chuyện uống thuốc độc không chết có một anh nhà giàu nghiện rượu sợ đầy tớ uống vụng nên cố chọn nuôi một người lù khù anh ta có việc phải đi vắng bảo người trong nhà mày ở nhà phải trông coi lấy cái chăn giò heo tao treo đó và con gà trống thiến trong chuồng kéo chó mèo nó tha đi mắt và chỉ vào hai ve rượu. Còn hai ve rượu này là thuốc độc để bẫy chuột đấy. Uống vào là chết ngay. Anh ta đi rồi người đầy tớ ở nhà bắt con gà trống thiến ra và làm thịt. Luộc chân giò heo lên để ăn. Lại lấy cả hai ve rượu xuống để uống hết. Sai mềm cả ra. Khi anh ta quay về thấy người đầy tớ nằm sắp dưới đất. Hơi men nồng nặc liền đánh thức dậy và hỏi. Đùi heo và hai ve kia đâu người đầy tớ khóc và thưa rằng con văn lời ông ở nhà có nhà rủi có con mèo và con chó nó chạy lại con mèo thì tha cái chân giò con chó thì nó tha con gà trống thiến chạy mắt con sợ ông mắng nên con muốn tự vắng, đành phải lấy hai chai thuốc chuột để uống mà sao con chưa chết câu chuyện đậu phụ cắn sư cụ sơ thịt cày bụng trong phòng chú tiểu biết hỏi bạch cụ cụ sơ gì trong đấy ạ à? sư cụ đáp tao ăn đậu phụ lúc ấy có tiếng chó sủa ầm ĩ ở ngoài cổng chùa sư cụ hỏi cái gì ngoài cổng um sùm thế kia chú tiểu đáp bạch cụ đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa đấy ạ à? câu chuyện vậy mới căng xứng cô vợ hỏi chồng chồng ơi chồng có thấy dạo này em béo lắm không cô vợ ái ngại không không em không béo tí nào đâu anh nói dối em phải không dạo này em gặp ai ai cũng nói em béo cả anh chồng suy nghĩ hồi lâu rồi đáp không phải em béo chẳng qua là là cái chiều cao của em nó không phù hợp với căng nặng Thành ra là thấy nó hơi đậm, hơi đậm một tí. Vậy theo anh thì với cân nặng hiện nay của em thì thì chiều cao khoảng bao nhiêu là hợp hợp nhỉ? Anh chồng đáp gọn lọn 3 mét. <laughs> Câu chuyện nguy cơ. Buổi tối anh chồng vớ tờ báo và đọc rồi nói vớ với bà vợ. Em ơi, có cái thông tin này hay lắm nè hút thuốc lá có nguy cơ dẫn đến ung thư phổi báo nói đúng đấy chồng ơi bỏ thuốc lá đi thông tin này nữa nè uống rượu nhiều có hại cho dạ dày giảm trí nhớ hoặc là có thể bị đột quỵ báo nói đúng đấy chồng ạ à? anh chồng chăm chú rồi tiếp tục em ơi có thông tin này lại hay hơn nữa nè quan hệ tình dục nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Cô vợ đang thay đồ ngủ liền phản ứng. Cái gì? Cái gì? Chồng, chồng xé ngay cái tờ báo đó đi. Vơ và vơ vẩn. <laughs> Câu chuyện được nước lẫn cái. Một chị tối đến chồng vừa đi vắng, lại gọi anh láng giềng là nhân tình đến để tâm sự. Giữa lúc ấy chồng chị quay trở về Anh nhân tình phải chui xuống gầm giường Còn chị thì nằm kêu đau bụng Chồng về đến nhà Chị bắt chồng đưa ra vườn để đi ngoài Vừa rặn Chị vừa nói để anh nọ nghe tiếng Mày có ra ngay không? Thì chết cả tao lẫn mày đấy Anh hàng sớm liền chạy ra đến sân Riêu nó chân chợt ngã cái bạch Nghe tiếng động anh chồng chạy ra anh ta liền bấu cái chùm riêu Rồi chạy đưa cho anh chồng và nói Nghe tôi nghe bên bên nhà chị nói đau bụng Nên tôi đem thuốc qua cho chị uống là khỏi liền Hôm sau anh chồng mua cả nải chuối và con gà Đem qua tặng cho anh láng giềng để tạ ơn <laughs> Câu chuyện Giàng Lý Đỗ Thầy đề kia có tính sợ vợ Một hôm bị vợ đánh Một mẻ lại bị cào cấu xước cả mặt mũi Hôm sau đến cổng đường quan trông thấy liền hỏi Thầy làm gì để mặt mũi tọt ra thế kia Bấm quan Chiều hôm qua Em ngồi hóng mát trước sân Chẳng may bị dàn lý nó đổ Xích nữa là khổ thân em rồi Quan biết ý liền cười Thầy lại nói dối tôi rồi Dàn lý nào mà lại đổ chắc à, lại làm gì để vợ nó cào cho hẳn thôi có phải thế cứ nói thật đi rồi tôi à, sai mấy tên lệ ra lôi cổ vào đây để xử lý nào ngờ quan bà đứng trong mành nghe rõ chuyện đến đây không nén được vội hầm hầm bước ra quan ông chợt thấy bóng bà hồn vía tót mắt cả liếu lưỡi lại bảo thầy đề à, thôi thầy hãy tạm lui dàn lý nhà tôi nó cũng sắp đổ rồi đấy câu chuyện viết thư người con hỏi bố mình rằng bố ơi trong các trường hợp nào người ta lại viết thư cho nhau vậy bố người bố vui vẻ trả lời à các trường hợp viết thư cho nhau là nguyên nhân là người ta ở xa nhau người ta không có điều kiện gặp nhau thường xuyên nên người ta muốn trao đổi công việc hoặc là à, để hỏi thăm sức khỏe gì đó Người ta thường viết thư cho nhau đấy con. À, sao, sao các cô chú làm việc chung cơ quan với ba? Thường xuyên gặp mặt ba ngày nào cũng vậy mà. Mà lại thường xuyên mang bao thư tới nhà mình vậy ba? Câu chuyện Dặn mày tao ở với ai? Ngày xưa có một phú ông. Có một cô gái rất xinh đẹp. Nhiều trai bản mê nàng nhờ người mối lái nhưng đều bị phú ông từ chối. Phú ông thường nói với mọi người, tôi không cần rễ lắm vàng nhiều bạc, mà chỉ cần một người thông minh lanh lợi. Bình sinh, tôi không bao giờ biết giận và biết hờn ai. Nếu người nào mà có tài làm cho tôi nói giận, thì người đó sẽ xứng đáng làm rễ của tôi. Nghe lời thách của phú ông nhiều trai làng bán trên làng dưới, đã lần lượt chỗ tài hồng chiếm được cô gái đẹp. Nhưng bao nhiêu cách chọc tức của họ đều bị phú ông coi như nước lã. Lão không những không hề tỏ ra giận dữ, lắm lúc lại còn cười phá lên làm cho những người bấy lâu tự cho là mình thông minh lanh lợi đều phải bó tay. Một hôm, có một chàng trai mồ côi đến xin ở thê cho phú ông. Chàng chấp nhận lời thách đố đó, về phần phú ông chỉ coi chàng như là người làm việc như những người làm việc khác, chàng trai chăm chỉ làm hết việc này tới việc khác được giao. Phú ông mừng vì mướn được một người chăm làm và có tính cẩn thận. Một hôm, mồ coi rủ phú ông đi buôn bông, hồi ấy buôn bông rất có lãi nên rất khó mua. Tuy vậy, nhờ tài tháo vát của mồ coi cũng mua được hai bồ bông khi đem gánh bông lại cho phú ông chàng nói bông ở đây trắng lại vừa tốt đem về bán ở nơi ta thì ông kiếm một vốn bốn lãi ngay con còn phải ở lại mua thêm một gánh nữa ông hãy về trước và gánh giúp con gánh bông này về đi à con đã nén chặt cái bộ bông rồi trong khi gánh trên đường ông đừng có xếp lại làm gì nhé nghe mồ côi nói vậy phú ông vui lòng nhặn ngay gánh gánh bông về nhưng lão biết đâu đêm đến mồ côi đã chui vào ngồi ở trong bồ rồi phủ kính bông lên sáng dậy phú ông không thấy mồ côi đâu cho là chàng đã đi ra ngoài từ sớm để mua thêm hàng lão liền gánh hai bồ bông lên đường gánh bông quả nặng làm cho phú ông vất vả nhưng nghĩ tới số bạc đã bỏ ra làm cho ông phải cố gắng ì ạch tha bồ bông về đến nhà. Vừa về đến nhà đặt gánh bông xuống, phú ông ngồi phệt xuống bên gánh thở hồng học, bỗng mồ côi từ trong bồ bông chui ra, làm cho phú ông giật cả mình. Lão trợn tròn mắt nhìn mồ côi, mồ côi nhoáng miệng cười hỏi, ông gánh nặng không, có mệt lắm không? Con xin ông tha lỗi cho con nhé. Bây giờ ông mới hiểu rõ những người gồng gánh thì vất vả và mệt nhọc như thế đấy. Phú ông tức giận lắm nhưng vẫn bình tĩnh hỏi mồ coi. Cái thằng này, mày chui vào đó từ lúc nào đấy? Thế mày bắt tao gánh mày từ sáng đến giờ đó phải không? Cái thằng tệ quá, mày làm tao xích chích mệt vì mày rồi đấy. Thế mày không ở lại tìm mua thêm bông, mà mày chui vào đó để tao gánh mày về để làm gì? Mồ côi vẫn cười tươi và trả lời Ở đó hết bông rồi Muốn mua nữa thì phải kiếm chợ khác thưa ông Phú ông nghiêm nét mặt và trách Thế thế hôm qua mày gạt tao Đồ mắc dại Mồ côi đến bên cạnh ông và hỏi Con làm phiền ông thế ông có giận con không Phú ông thản nhiên và đáp Tao giận mày thì tao ở với ai Vài hôm sau phú ông lại rủ mồ côi đi buôn bông Lão định bụng sẽ trả miếng mồ côi cho hả dặn. Mồ côi nhận lời. Chiến này mồ côi cũng xong xáo khéo tìm mua được hai bồ bông đầy như trước. Hôm sắp ra về phú ông bảo mồ côi. Sáng mai mày hãy gánh hai bồ bông về trước. Tao còn phải ở lại thăm chúng bạn của tao. Tao sẽ về sau. Mồ côi đã biết ý định của lão nhưng cũng giả vờ làm như không biết. Vui vẻ nhận lời. Đêm hôm ấy, Phú ông vừa lúc mồ côi ngủ, chui vào ngồi gọn trong bồ bông và phủ kính bông lên. Sáng hôm sau mồ côi xỏ đòn quấy gánh thẳng đường về nhà, làm như không biết chuyện gì xảy ra. Khi đến một cái cầu có hai tấm ván bẹp bắt ngang qua một cái con suối, mồ côi đặt hai bồ bông xuống bên cạnh mép cầu, ngồi nghỉ. Ngồi một lúc chàng lại đúng đỉnh đi ra xa và hóng mát. Phú ông đang ngồi trong bồ bóng nghe tiếng mồ côi gọi giật giọng từ xa. Bác uh, dắt Châu ơi! Bác uh, đừng để châu chạm vào hai cái bồ bông của cháu. Nó sẽ lăn xuống vực đấy nha. Phú ông ngồi trong bồ kinh hoảng nghe nói tưởng có người dắt Châu sắp đi qua cầu. Lão vội chui ra khỏi bồ nhưng vì hai cái bồ đặt sát mép cầu nên khi phú ông chỉ cửa mình có một tí thôi là đã ngăn tầm xuống sông nước suối chảy xiết cuốn cái bồ trôi đi băng băng phú ông quẩy mãi quẩy mãi mới chui ra được sau đó bơi vào bờ giữa lúc ấy mồ coi cũng làm bộ hớt hải chạy tới chàng kéo được một cái bồ ướt kéo lên đặt trên mỏm đá rồi chàng đi đến hỏi phú ông và trách ông bảo ở lại thăm người quen cơ mà sao lại chui vào cái bồ như vậy? Rõ thật là đáng kiếp chưa? Phú ông nín lặng không nói một lời. Một lúc sau mồ côi lại lên tiếng hỏi. Ông ơi, con làm ông suýt chết vậy. Ông có tức giận con không? Phú ông vẫn bình tĩnh. Ông giận mày thì ông ở với ai? Bấm đốt ngón tay, mồ coi thấy mình đã làm thuê cho nhà phú ông. Đã gần được hai năm, mà chả thấy có kết quả gì cả tuy vậy chàng cũng chưa chịu bỏ một hôm chàng theo phú ông đi cài cài đến giữa buổi thì thấy xa xa có một đòn ngựa của quan trắng đi tới mồ coi nãy ra ý nghĩ liền thôi cài và rủ phú ông cùng về trong lúc phú ông đang rửa lại cuốc thuổng chàng nhanh chăng về trước đến chỗ khuất chàng ngồi ị một bãi giữa đường rồi hạ nón ướp đóng phân lại. Khi phú ông đi gần tới, chàng làm bộ hai tay khư khư đè cái nón và ướp xuống nói: Con vừa ướp được con chim lửa trời rất đẹp. Người ta nói ai mà à, nhà ai có được con chim này thì à, lúc nào cũng làm ăn suôn sẻ và luôn vui cả nhà luôn cường thịnh. Con định bắt con chim này đem về cho ông nuôi. Phú ông toan thò tay vào định bắt mồ coi gạt đi. Không được. Ông thò tay vào bắt thì nó sẽ bay đi mất. Ông hãy giữ chặt cái nón để con chạy về. Con lấy cái lưới ra con dăng và bắt cho chắc ăn. Ông chớ để sống con sẽ đền đấy. Phú ông nhận lời. Hai tay giữ lấy cái nón. Mồ coi vừa đi khỏi một lúc thì quan trắng đi đến. Thấy phú ông ngồi bệt giữa đường tên quan bèn quát hỏi nhưng phú ông không thưa không rằng mà cũng không tránh đường hai tay vẫn khư khư giữ chắc cái nón úp lại quan lấy làm lạ liền xuống ngựa đến gần hỏi anh là ai mà lại ngồi câm ngồi điếc ở đây không tránh đường ra phú ông thưa bẩm quan trong nón có con chim lửa trời ạ à? nghe nói chim lửa trời quan cũng thích lắm lão bảo phú ông bắt lấy và bán cho mình phú ông nói Xin ông hãy khoan khoan Chờ thằng ở nhà tôi một lúc Nó đang đem lưới ra để vây bắt đấy Lão quan sốt ruột và nói Được rồi Anh cứ để cho tôi thò tay vào tôi bắt Nếu mà sống chuồng tôi sẽ thường gấp đôi Lão ngồi xuống và thò tay vào phắn dưới cái nón Nhưng chả thấy chim lửa trời ở đâu Mà lại quờ ngay cái, cái đống kích Lão nổi khùng quá À, ra lão già mày dám chiêu quan à mày có biết tao là ai không hả rồi lão sai lính nọc cổ phú ông ra đánh cho năm mươi roi máu chảy ròng ròng khi về đến đầu làng phú ông mới gặp mồ côi vác lưới ra thấy mặt của mồ côi lão liền hầm hầm quát cái thằng diều tha hổ vồ kia làm sao mày dám lừa ông như vậy để ông phải chịu một trận đòn Mồ côi còn làm già ra Thôi thôi Cái ông này Chắc đã làm sóng mắt con chim lửa trời của tôi rồi đúng không Nếu ông làm mắt Thì ông sẽ đền tôi đấy Nghe mồ côi nói Phú ông càng nổ sung thiên lên Lão lớn tiếng và quát Làm cho cả làng phải chạy ra và xem Cái Cái thằng chết băm chết vầm kia Mày Mày hãy cút ra khỏi nhà tao Mày mày làm cho Tao tức điên cả người rồi Các ông các bà hãy coi Nó nó làm tôi tức chết đi được Nó đã làm cho tôi bị đòn quang một chặn Máu lã lơi như thế này Mày hãy cút đi đồ chó chết Cút ngay Mồ coi nhìn phú ông rồi nhìn lại mọi người Đợi ông nói hết lời Chàng mới nhẹ nhàng nói Xin ông bớt giận. Con sẽ ra khỏi nhà ngay nhưng từ nay con là rể của ông xin ông bà hãy làm chứng cho con nhé phu ông như bừng tỉnh mộng liền nói ừ nhỉ mày mày cũng xứng đáng làm con rể của tao đấy <laughs> câu chuyện giá mà con giống của tôi có một chị nọ ra chợ mua được một con lợn giống chẳng may đi đường vô ý lợn giống sổ ra bỏ chạy Chị chàng đuổi mãi, đuổi mãi mà chẳng bắt được. Mai mà có một anh ngồi trong bụi đánh dặm. Ở gần đấy dơ tay ra bắt được. Hiềm một cái nói là anh ta chỉ túm được một tay. Còn lại một tay phải che cái của quý của mình. Với một tay mà lây hoay mãi đâu có chối được con lợn. Bí quá chị đề nghị. Bác này, bác hãy để cho tôi che hộ bác cái bác dùng tay kia của bác để chói con lợn giống lại giúp tôi và thế là chị hắt tay của anh đánh dậm ra rồi dùng tay của mình đặt vào che giúp lạ thay tay của chị vừa đặt vào thì cái của quý của anh cứng vòng lên không một chút xấu hổ chị nọ nhanh nhảo nói ôi giời ơi giá mà con lợn giống của tôi lại nhanh lớn như còn giống của bác thì sướng biết chừng nào <laughs> câu chuyện lắc điều một ông bị bệnh đi khám bác sĩ và trở về nhà uống thuốc nhưng sau khi uống thuốc xong rồi ông mới chịu đọc cái nhãn dán ở chai thuốc rồi bỗng nhiên ông vội vàng đứng dậy nhảy cà tưng cà tưng giữa nhà giống như một người điên bà vợ dưới bếp chạy lên thấy vậy hoảng hốt tưởng là chồng mình bị bị thuốc công phạt làm điên lên, để cho chắc ăn bà hỏi to: "Ông bị thuốc công hành hả?" Ông chồng vẫn tiếp tục vừa nhảy vừa trả lời: "Không phải, cái ông bác sĩ chết đâm không chịu dặn rõ ràng phải lắc thuốc đều trước khi uống, nãy chưa lắc nên bây giờ tôi phải lắc" Câu chuyện 500 đô la Một ông chồng trên giường hấp hối gọi vợ mình đến bên cạnh và hỏi Em ơi, anh không còn sống được bao lâu nữa Em hãy nói thật cho anh Trong suốt thời gian mình chung sống với nhau em đã phản bội anh bao nhiêu lần rồi Chị vợ không nói được gì, chỉ khóc thúc thích Ông chồng lại hỏi Thôi, em em không trả lời thì thôi Em hãy giải thích cho anh biết Tại sao trong tủ có ba quả trứng và 500 đô la thế? Cô vợ lại khóc ò lên. Mỗi lần em phản bội anh, em lại cho vào tủ một quả trứng. Ông chồng thở phào. À thế à, vậy là chỉ có ba lần thôi ư. Còn 500 đô la thì sao? Lần này chị vợ khóc rất to và giải thích. Mỗi lần trứng nhiều quá em, em lại đem ra chợ bán. Và em để dành tiền được 500 đô la. Nghe đến thế ông chồng kêu to lên và hước đi một cái chút hơi thở cuối cùng. <laughs> Câu chuyện vuốt râu cho thẳng có một anh chàng rất sợ vợ quanh năm anh ta không dám nói với vợ nửa lời ngày nào anh ta cũng phải làm theo lời sai khiến bảo của vợ đã thế nhiều lúc anh ta còn bị vợ đai nghiến và nhiếc móc thậm tệ tức tối vô cùng một hôm anh ta ra tỉnh và xem bối vừa gieo quẻ xong thầy bối nói Tôi tính gieo quẻ nhưng mà tôi nhìn thấy tướng mạo của anh là đã biết sợ vợ lắm rồi. Thành ra là khỏi gieo quẻ. Nhìn tướng mạo anh thì làm sao mà không sợ được. Vì cái chòm râu nó mọc quạp vào trong như thế kia. Nghe thầy nói vậy. Hôm sau vợ đi vắng anh ta lấy gương ra soi rồi. Cầm râu vuốt ra và nói. Ngồi buồn vuốt râu thông thả. Vuốt râu thẳng ra kéo. Kẻo sợ vỡ mắt. Nào ngờ vừa lúc đó vợ đi làm về nghe được câu nói của chồng, chị thất vọng và nói: ông ở nhà làm gì sớm giờ mà lảm nhám vậy? Anh ta giật mình lo sợ liền vuốt râu và nói: y cũ y cũ phải là y bổn cũ ngang <laughs> Câu chuyện giá trị thật hai cô bạn là hai cô bạn thân với nhau mỗi khi gặp nhau họ thường phàn nàn rằng tại sao hai gã chồng của họ lại không hề cảm thấy may mắn khi được chung sống với vẻ đẹp hoàn hảo mà thượng đế ưu ái ra cho họ một buổi gặp nọ họ phàn nàn với nhau rằng chúng ta phải đi thẩm mỹ phải kết hợp sự hoàn hảo của thượng đế ban cho chúng ta và kết hợp với khoa học nữa thì mới lão mới sáng mắt ra và biết giá trị thật của chúng ta như thế nào. Cả hai đều nhất trí cao, sáng ngày hôm sau gặp lại. Và cô bạn bực tức nói với bạn của mình, lão chồng của tớ làm cho tớ tức điên lên. Tớ yêu cầu lão đưa cho tớ 5.000 đô để tớ đi thẩm mỹ viện. Cô bạn thăng nhanh nhảo trả lời, tớ biết ra rồi cái lão nhà cậu keo kiệt không có chịu xì tiền đúng không? Cô này nói phải được như thế thì cũng đỡ tức. Đằng này lão cứ nhìn tớ từ đầu đến chân rồi nhắm tính, lấy máy ra bấm và đưa cho tớ tặng 50.000 đô la. Ôi trời, như vậy chẳng phải là ông ta quá hào phóng với cậu còn gì? Hào phóng, hào phóng cái con khỉ. Như vậy có nghĩa là từ trước đến giờ lão đánh giá quá tệ hơn cả những gì mà trí tưởng tượng của cậu với tớ cộng lại. Hiểu chưa? <laughs> Câu chuyện có kế hoạch. quan tò hỏi tại sao anh lại nhất quyết xin ly dị. Chàng trai đáp. Cứ mỗi lần cãi nhau vợ tôi lại ghi chép tất cả và giữ nó một cách cẩn thận. Tôi thật sự không chịu nổi điều này. Quan tò là người từng trái nên bảo Ôi trời ơi, bà vợ nào mà chẳng thế, anh nên suy nghĩ lại nhé. Nhưng chàng trai điên tiếc, cho biết thêm chi tiết như sau. Bà vợ nào chẳng thế thì cũng có thể chịu được. Đằng này, bà vợ tôi lại ghi chép những chuyện mà sau đó cả tháng trời nó nó mới xảy ra. <laughs> Câu chuyện Thật ngu xuẩn! Hai ông già đang ngồi trong công viên thấy một cô gái trẻ đẹp đi ngang. Một ông chợt lên tiếng và tiếc nuối. Giá mà bây giờ chúng mình được trẻ là ở tuổi 20 thì tốt quá ông nhỉ? Ông kia nói một giọng dứt khoát rằng. Thôi, thôi, tôi xin ông. Chỉ vì à, tí sắc đẹp đó mà phải làm việc vần hoặc 40 năm nữa thì tôi nghĩ thật là ngu xuẩn. câu chuyện lính cứu hỏa một buổi tối khi đi làm về anh lính cứu hỏa nói với vợ em em có biết không ở trạm cứu hỏa của bọn anh người ta áp dụng một hệ thống làm việc rất hiệu quả em nhé khi có hồi còi thứ nhất thì người ta chạy ngay về vị trí tập kết khi có hồi còi thứ hai thì mọi người nhanh chóng mặc bộ đồ cứu hỏa lên khi có hồi còi thứ ba thì tất cả lên xe để xuất phát em này từ nay hai vợ chồng của mình hãy cùng làm kế hoạch như vậy nhé được chứ anh cụ thể là khi anh hô hồi còi thứ nhất thì em cởi đồ ra nhé còn anh hô hồi còi thứ hai thì em hãy nhảy ngay lên giường và chờ anh nhé khi anh hô hồi còi thứ ba thì chúng ta bắt đầu làm làm cái chuyện thú vị ấy nha. Tối hôm sau, anh lính cứu hỏa hô hồi còi thứ nhất, cô vợ chui ngay vào chăn. Hồi còi thứ hai, cô vợ cởi hết đồ ra nhảy lên giường nằm đỡ chồng. Và hồi còi thứ ba, thì hai vợ chồng bắt đầu làm cái cái chuyện ấy. Sau một lúc, cô vợ la lên. Anh ơi, hồi còi thứ thứ tư đi. Ơ. À, à. Làm gì có hồi còi thứ tư em? Là là thêm ống đi anh, thêm ống đi. Ống còn xa lửa dữ lắm. <laughs> Câu chuyện linh mục, một vị linh mục tỏ ra quá mệt mỏi vì các giáo dân liên tục đến thú tội ngoại tình của mình trong một buổi giảng đạo nếu tôi còn nghe một người nào nữa nói về cái tội ngoại tình của mình tôi sẽ không làm linh mục nữa đâu mọi người rất yêu quý vị linh mục nên họ quyết định sẽ không nói đến từ ngoại tình nữa mà thay vào đó là từ khác chỉ có họ mới biết với nhau đó là lỡ người nào đó phạm tội ngoại tình thì khi đi xin tội nói là bị vấp ngã mọi việc đều diễn ra tốt đẹp cho đến ngày nọ vị linh mục qua đời vì tuổi cao sức yếu vị linh mục mới về thay thế vẫn là người rất đáng kính và giáo dân vẫn câu thú tội cũ đó là vấp ngã khoảng một tuần sau vị linh mục mới gặp ông thị trưởng tỏ vẻ rất lo lắng vị linh mục nói với ông thị trưởng này ông phải cho người sửa chữa lại đường xá trong thị trấn mới được khi giáo dân đến xin tội với tôi họ luôn nói về cái việc vấp ngã ông thị trưởng <laughs> ông thị trưởng phá lên cười vì biết rằng không ai nói cho vị linh mục mới về quy ước kia vị linh mục bực tức tôi tôi không thể hiểu vì sao ông lại cười được ông ông cười cái gì tuần này chính vợ của ông đã vấp ngã ba lần đấy <laughs> câu chuyện điều ước hai vợ chồng đang mãi chơi golf tại một sân golf đắt tiền bao quanh bởi những ngôi biệt thự cực kỳ sang trọng khi chơi đến lỗi thứ ba ông chồng dẫn dò vợ một phụ nữ rất xinh đẹp em yêu này em em hãy cẩn thận nhé vì nếu mà trái banh nó lỡ va vào cửa kính của người ta thì mình sẽ đền rất nhiều tiền đó. Người vợ thực hiện một cú đánh mạnh và tất nhiên là trái banh nó lao thẳng vào ô cửa kính lớn nhất của ngôi nhà. Người chồng tức giận, rầy la vợ sau đó hai vợ chồng đến gõ cửa một ngôi nhà. Một giọng nói trả lời, mời vào chồng vừa mở cửa ra nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà các mảnh chai văng đầy căn phòng một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên chiếc ghế bạch chính các ngươi đã đánh bể cửa kính đúng không nhưng nhưng chúng tôi vô tình thôi rất là lấy làm tiếc thưa anh <laughs> thật ra là các ngươi đã cứu ta đó ta vốn là một vị thần đã bị giam cầm trong cái chai này suốt một ngàn năm qua. vậy để trả ơn cho các ngươi, ta sẽ ban cho các ngươi ba điều ước. nhưng chỉ có hai người, nên ta sẽ tặng mỗi người một điều ước. còn điều ước thứ ba, ta để lại cho ta. người chồng bảo thế, tôi ước ngay bây giờ được chứ? Tôi ước mỗi tháng sẽ có một triệu đô la vào tài khoản của mình. Được thôi, kể từ ngày mai, ông sẽ nhận được số tiền mỗi tháng là một triệu đô la vào đầu tháng nha. Vị thần hỏi, còn điều ước thứ hai của bà, hỡi người phụ nữ xinh đẹp. Tôi... tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới. Được thôi, kể từ ngày mai, bà sẽ nhận được giấy nhà và chủ quyền của các ngôi nhà đó nhé. Người chồng tiếp tục hỏi vị thần, vậy điều ước thứ ba của thằng là gì vậy? À, à, ta thì ta bị nhốt trong cái chai này hơn một ngàn năm rồi. Một ngàn năm qua, ta không có được cái cảm giác gần gũi phụ nữ. Thôi bây giờ điều ước của ta là ta muốn gần gũi vợ của ông sau đó thì hai điều ước của ông và vợ ông sẽ trở thành hiện thực hai vợ chồng nhìn nhau đắn đo một hồi người chồng nói được thôi với một triệu đô la và nhiều căn nhà lớn trên thế giới như vậy thì vợ chồng tôi sẽ đồng ý à à em này đồng ý đi nhé dạ dạ vâng người vợ thỏ thẻ trả lời Vị thằng đưa người vợ vào trong phòng ngủ, sau nửa ngày vị thằng hỏi chị vợ, Này, chồng của em nay bao nhiêu tuổi rồi đấy? Dạ, thưa thằng, anh ấy nay 41, 42 ạ. À? <laughs> Thật là không thể tưởng tượng được, 41, 42 tuổi rồi, mà vắng tin trên đời này còn có thằng Thánh hay sao hả? Câu chuyện đố biết Ở tại một làng quê nọ Một bà lão thấy thằng bé tay sách nách mang một rọ toàn là cá Nỗi lòng tham bà toan lập kế Để chiếm đoạt hết số cá của thằng bé Ê nhóc Nếu bà đố mày Nói thì không đúng Bà tác vào mặt của mày Và bà tịch thu hết số cá của mày nhé. Còn nếu mà mày trả lời đúng Thì bà sẽ cho mày đi thằng bé chẳng biết làm thế nào đành phải trả lời những câu hỏi của bà cái này là đực hay cái bà hỏi thằng bé sau khi cởi quần ra khi chỉ vào cái chỗ đó của bà là cái chẳng nhẽ là đực à thằng bé nhanh nhạo trả lời nhưng chưa kịp dứt lời đã bị ăn hai cái tác vào mặt chón ván là cái ư ừ? là cái sao có râu hả Nói rồi bà lấy hết số cá của thằng bé và bỏ đi. Ông bố thấy thằng con về nhà mà nước mắt rưng rưng mà không thấy cá đâu. Mày ngu quá con ạ, à, để tao lấy lại hết số cá đó cho. Thằng con thực lại toàn bộ câu chuyện trên lại cho ông bố nghe. Ông đây hỏi mà mày không trả lời được thì ông tác cho mày phải trả lại hết số cá cho ông nhé cái này là đực hay là cái Lặp lại toàn bộ động tác giống như bà kia kéo dây kéo xoẹt phân tia xuống khoe cái của quý của mình ra và hỏi là đực chứ nhẽ là cái à chưa nói kịp dứt lời đã ăn hai cái tác vào mặt như trời gián đực à đực đực sao lại có trứng hả Câu chuyện từ chối hai cô bạn thân lâu ngày gặp nhau. Ô ô, Tớ hạnh phúc quá. Anh ấy nói với Tớ rằng Tớ là người thông minh nhất và xinh đẹp nhất, còn lại khéo tay. Vì vậy anh ta đề nghị là không hoãn đám cưới lại một ngày nào nữa. Ở địa vị của cậu, Tớ sẽ từ chối và không thèm lấy anh ta đâu. Cô bạn kia trả lời vì sao chứ? không thể lấy người nào mà lại lừa dối mình trước đám cưới như vậy được <laughs> câu chuyện hết hồn một anh bạn kể với bạn của mình về bữa tiệc hôm trước mà anh ta đi dự với cô bạn gái của mình ông biết không hôm đó nàng mặc một chiếc áo gợi cảm và kiều diễm nàng khiến cho bữa tiệc mà ai ai cũng ngắm nhìn từ đầu đến cuối tớ cảm thấy vô cùng tự hào vì bạn gái mới quen của mình cho đến khi nàng đứng dậy rời khỏi chiếc ghế để lên sàn nhảy với tớ cái thằng cha nào vô vặn nào đó vô tình dẫm lên cái chiếc váy của nàng làm cho cả chiếc váy nó nó tụt xuống cả căn phòng phải nhìn ơ thế thì chắc là nàng xấu hổ lắm nhỉ Tớ, tớ cũng không biết đâu có có biết xấu hổ hay không vì lúc đó có ai nhìn mặt đâu mà biết <laughs> câu chuyện xin nghỉ hưu nhân dịp mới đi bệnh viện về các bộ phận trên cơ thể của một ông lão 70 tuổi mới tổ chức một cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi bộ não Tổng giám đốc lên tiếng hỏi Ai có ý kiến gì Xin mời quý vị Tim đứng lên phát biểu Tôi... tôi làm việc nay đã 70 năm rồi Xin giám đốc cho tôi nghỉ hưu Không được, không được Là Tim mà... Mà về hưu thì chết cả lũ à Các bộ phận Tim gan phèo phổi tranh lựng mãi Cuối cùng Không có cho thằng nào về hưu cả bọng ở dưới có tiếng nói phía dưới bọng lên tôi tôi yếu quá xin về hưu mọi người ngó nghiêng ngó nghiêng tìm mãi không biết ai đang nói tổng giám đốc lên tiếng thằng nào thằng nào đòi về hưu đó đứng lên đứng lên ngay đứng lên cho tao xem nào à à bố mày bố mày mà đứng lên được thì thì bố mày không có đòi về hưu rồi hả <laughs> câu chuyện biến mắt một cô gái điếm chết và lên thiên đàng trong một bộ trang phục bikini ngọc hoàng nhìn cô và lắc đầu con phải trải qua một thử thách đi trên một thanh gỗ bắt qua cửa địa ngục nếu con còn nghĩ đến cái chuyện sắc giới tình dục yêu đương Sắc thịt thì con sẽ bị rơi xuống địa ngục ngay Thanh gỗ khá rộng Và đi ngay phía trước Nhưng vì sợ Cô ta cứ bò Và cứ chóng mong vào Ngọc Hoàng Ngọc Hoàng đi phía sau để kiểm tra Đi được một đoạn Nửa đường cô ta sợ hãi quá Và quay lại xin Ngọc Hoàng Dừng lại để không đi nữa Thì lúc này Ngọc Hoàng đã Đã biến mất rồi câu chuyện chiếc vái trong lúc chờ chú rể cô dâu lấy chiếc vái xinh ra để ướm thử quay trước quay sau ngó nghiêng rồi cô thốt lên đầy vẻ thất vọng ôi giời ơi sao mà nó bị ngắn quá rồi cái màu lại thâm xịn xịn thế này nhỉ chú rể trong phòng giật mình mặt nóng rang trời ơi lại còn nhăn nheo nữa anh ơi khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím dặn tê tái xem nào đã vậy nhìn kỹ còn ngắn tuấn nữa chắc là chắc là nó không vừa với em rồi cô dâu buông lời kết luận chú rể không chịu nổi đạp cửa tòng ngồng chạy ra khỏi phòng tắm giọng dữ dội này này cô thật là chả coi tôi ra cái gì cả tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi cấm không được nhìn trộm khi mà tôi tắm cơ mà <laughs> câu chuyện một sự kiện lớn một giám đốc công ty kia tuổi đã già lụ khụ người hôm hem chẳng mấy chốc theo ông theo bà một bữa nọ lại phấn trắng tuyên bố với cả công nhân viên của công ty là có một sự kiện lớn nhất trong đời tôi rằng vợ mình vừa gọi điện đến báo tin là đã có thai các cậu ạ à. cả một khán phòng im lặng cuối cùng có một giọng e ngại cắt lên nhỏ nhẹ nói thế thế ship đã nghi ngờ ai trong công ty chưa ạ à? ha ship <laughs> câu chuyện phòng đo lường một nhà báo đến thăm một nhà sản xuất bao cao su sau một hồi đi thăm nhà xưởng thiết bị quy trình sản xuất khi đi qua một căn phòng có cái cánh cửa khép hờ hờ bên trong có tiếng ơ ơ tay nhà báo đẩy cửa ra và phát hiện có một đôi nam nữ đang trằn truồng như nhộng và làm cái chuyện lạ lùng giám đốc nhà máy nhanh nhảo nói đây đây là cái phòng kiểm tra đo lường chất lượng nó nó có tên là quy đấy anh ạ à. <laughs> câu chuyện la một cặp tình nhân đang tình cảm trong một công viên đầy vắng vẻ anh chàng thì thầm bên tai người yêu và nói em em này nếu nếu giấc này anh cưỡng hiếp em thì em có la không à à em á hả chỉ chỉ khi nào anh không đủ sức thì em mới la Câu chuyện cầm quân Ở những năm đầu của thế kỷ 21 Có một vị tướng do tình hình ôn dịch kéo dài nên ông tạo ngay một chiếc mắt rồ 13 để điều khiển quân lính từ xa. Hỡi các tướng lĩnh ở cấp dưới chuẩn bị thuốc men súng ống đầy đủ. Chiếc này à, ngoài lính cuồng dò ra chúng ta còn phải bắt thêm lính mới chập chững biết đi tập cái bài công khóa thành sáng đêm nha <laughs>